Không sao. Cô bé sinh rớt ba con trong bệnh viện Chợ Rẫy, rơi nước mắt chan lẫn mồ hôi. Khi mà sinh con chưa đầy 4 tháng, sức khỏe chưa có ổn định, bé phải kiếm tiền để mà trang trải nuôi các con. Được biết hiện tại thì ông bà đang bị bệnh ở dưới quê, chồng thì thất nghiệp. Ba đứa con nó thì uống 3 ngày hết một hộp sữa. Chính vì vậy là Nhi phải đi bán vé số để mà kiếm tiền. Mỗi ngày thì cô bé phải đi rất là nhiều để mà bán hết 120 tờ vé số. Cứ 2 ngày như vậy thì gần đủ tiền để mà mua một hộp sữa. Những đứa trẻ lớn dần đi, uống nhiều sữa hơn và rất là núng na, núng nính dễ thương. Nhưng những áp lực cuộc sống, những nỗi buồn, tủi và mệt mỏi cứ đè lên cái đôi vai của cô bé chưa đầy 18 tuổi. Cô bé hòa khóc khi mà gặp mình ha. Hy vọng rằng là mọi người có thể là giúp bé vài hộp sữa và biệt tả để mà vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt. Ngày hôm nay thì mình đã ghé qua thăm thì thấy rằng các bé là cũng đã ổn định hơn rồi ha. Về những cái rốn của các bé đợt trước thì nó rất là bự luôn. Nó phải ngang với lại cái quả trứng gà mọi người, cỡ này nè. Mà bây giờ nó nhỏ lại rồi nè. Đó, mọi người xem đi. Nó teo lại rồi ha. Đây nè. Sờ vào thì rất là mềm và mình thấy là cái da nó cũng đang khô, nó đang co lại. Ở bên này cũng vậy, cũng đang co lại ha. Chú thấy là bé ba với bé Út đó là teo nhiều này ha. Còn bé hai thì cũng teo sơ sơ rồi nhưng mà vẫn bự hơn đúng không? Bên này là gồng là vẫn căng cứng. Tại cái lúc đầu nó to hơn hai em. À, to hơn hai em đúng không? Hôm nay thì mình ghé qua để mà thăm lại ba bé sinh ba ha. Ngọc Hân, Ngọc Trâm với Ngọc Trân. Hôm nay thì các bé đã rất là dễ thương rồi. Nhanh nhanh ra cái ghế kia luôn em. Để mà cho mỗi bé nằm một ghế luôn. Này có cái ghế này kiểu như dễ chịu hơn Nhi ha. Nằm cũng thoải mái hơn. Sáng nay gọi điện thì Nhi với lại bà cố đang đi bán vé số hả? Dạ. Mỗi ngày thì hai bà cháu bán được bao nhiêu tờ? Bà lấy ra 400 tờ và chia lại cho con là 120 tờ. 120? Dạ. À vậy là sáng là hai bà cháu đèo nhau đi bán. Dạ. Xong rồi chia ra hai hướng ha. Vậy là bà cố bán giỏi hơn hả? Dạ. Bà cố một ngày bà cố bán được bao nhiêu tờ ngày bà cố? Một ngày nếu mà không có chia cho nó thì một ngày bà cố bán gần 500 vé. Trời, bà cố bán vậy là quá giỏi luôn á. Buổi tối với ban ngày nữa, ban ngày còn là mấy tờ đó, buổi sáng đi bán chút. Ồ, vậy là bán buổi tối không à. Như vậy là hôm nay là giờ chia cho nó 120 rồi bà cố bán có 300 mấy à. À, bà cố quá giỏi luôn mọi người. Đi bán vé số mà một ngày mà 500 tờ là không phải chuyện đơn giản đó nha. Mà nếu mà bán được vậy á, thứ nhất là phải rất là siêng, đi rất là nhiều nơi. Đi nhiều lắm. Dạ. Yeah. Đi thậm chí hả? Hôm bữa không kịp ăn cơm ở nhà mua bánh mì vừa đi vừa gặm, vừa đi vừa gặm. Nhi đi bán thì thấy sao Nhi? Ngày đầu chưa quen. Tối lúc này mới chưa quen thì cho đi bán 120 thôi. Dạ. Yeah. Đang đăng ký đại lý bán thêm 122 nữa là 240. Dạ. Yeah. Ngày bán 240 thì kiếm được 250. Bữa giờ thì Nhi cũng nói mình là em bé hết sữa rồi, nhắn xin mình một hai hộp đó. Mà mình cũng đang dưới quê thì nay mới qua để mà thăm bé được. 250 thì 2 ngày là nó kiếm được hộp sữa cho mấy nhỏ bú rồi. À, bữa giờ là bán để kiếm tiền mua sữa cho các con đó ha. Nhưng mà bán thì ở nhà là Dũng trông mấy cháu. Rồi Nhi là tranh thủ đi buổi sáng xong rồi về ha. Khoảng 120 thì Nhi bán bao lâu thì xong? Tại ngày đầu nó bán còn mãi còn mười mấy tờ. Để xíu chú ủng hộ cho. À, nhưng mà bình thường là bán mà để hết được thì mấy giờ Nhi mới về? Tại của con bên bà ngoại cho về sớm tầm 9 giờ mấy nha, bắt đầu là hai bà cháu đi về. À, còn như là để sáng bán được. Để sáng bán ha. À, sáng nay là Nhi bán được bao nhiêu tờ rồi? Mấy là cho nó về rồi. Dạ. Kiểu như là cũng nắng là bắt đầu về để chăm con ha. Sáng đi bán. Vậy cũng được mọi người. Mình đánh giá cao cái tinh thần lao động của cô bé này ha. À, thì bây giờ là con là được mấy tháng rồi Nhi? Dạ 3 tháng rưỡi, gần 4 tháng. Gần 4 tháng rồi ha. Thì đi bán để mà kiếm tiền mua sữa cho con. Dũng thì đợt này là kiếm công việc làm mà cũng kiểu như ai kêu gì làm đó thôi nha. Rồi thay phiên nhau. Bây giờ mà Dũng đi làm thì thôi, đến khi mà ba cháu nó có việc làm thì để mẹ nó ở nhà chăm chứ. Dạ. Yeah. Là cũng chia ra nhau ha. Làm thì để nó ở nhà nó chăm phụ ra, mẹ nó tranh thủ đi bán kiếm tiền sữa cho nó uống. Dạ. Mai mốt về ba nó có việc làm rồi ba nó đi làm rồi là nó về ở nhà nó chăm em chứ. Dạ. Để thay phiên nhau vậy chứ giờ biết làm sao. Bà cố lo ăn uống hết rồi. Ở đây thì việc ăn uống là bà cố chia sẻ là ăn uống là bà lo hết rồi mọi người. Ừ.
Bây giờ là hai vợ chồng là cố gắng làm sao để mà kiếm được tiền sữa tã cho mấy đứa nhỏ nữa ha. Sữa tã cho mấy đứa nhỏ hả? Rồi đi bán rồi là đi nhiều có cực không Nhi? Cũng cực nhưng mà đi chắc bữa hai bữa cũng quen. Cũng quen rồi ha. À, nói chung là giỏi đó, chú thấy con là đánh giá cao cái tinh thần lao động của con ha. Rất là cố gắng để mà lo cho các bé. Đây đây, gánh cái này vô luôn để cho ba đứa nó nằm luôn nè. Nó bị thẳng ha, chắc Nhi biết chỉnh mà đúng không? À, vậy ha. Biết nói chuyện hết rồi. Biết nói chuyện hết rồi. Cứ bỏ lên đây Nhi thử coi nó có bị có dùng xuống không? Hình như cái em bé là nó nặng nó dùng xuống hay sao á. Mà có thử hỏi, đúng rồi. Là trả lời hết à. Bà cố hỏi cái trả lời hết à. Thấy thương lắm. Mấy đợt trước có mình ghé qua thì thấy là cả ba bé nằm với cái này rất là nóng mọi người. Nay là cũng lên đăng thì mọi người cũng cho mấy cái này lên, giờ là mỗi bé có một cái để nằm rồi. Thoải mái rồi ha. Khoái nằm thế này Nhi ha. Dạ. Nằm này nhìn được cưng ghê mọi người. Bây giờ mỗi hộp sữa như vậy là mấy cháu là uống được trong bao lâu Nhi hả? Hộp sữa tầm 3 ngày thôi. 3 ngày thôi mọi người. Như vậy là nếu mà Nhi bán vé số một ngày tầm 120 là chỉ đủ sữa cho các cháu luôn á. Đúng không? Thông thường mọi người biết rồi, nuôi một đứa trẻ rất là cực à. Tốn kém mà ở đây là ba đứa thì tốn gấp 3, lại cực nhiều nữa. Thôi cố gắng ha. Này thấy đi bán vận động hay sao mà thấy cũng khỏe khoắn hết rồi nè, nhưng mà cũng đi chậm chậm thôi nhá. Đi từ từ quá à. Bây giờ thì để mình kiểm tra một chút xíu xem coi mấy cái rốn của các bé nó đỡ chưa. Nhi thấy bữa giờ cái rốn của mấy cháu nó đỡ không? Bé có bé Út với bé Ba là nó teo nhỏ xuống dần luôn. Ừ đâu. Nhi mở ra chú coi thử coi. Nếu mà teo nhỏ thì không sao. Khi mà mình đăng lên đó mọi người thì quý vị khán giả cũng chia sẻ kinh nghiệm rất là nhiều và cho biết rằng là những em bé này nếu mà khỏe mạnh là tầm khoảng 3 tháng 10 ngày là sẽ khỏi. Những cái bé này sinh non thì có thể là bây giờ là hơn 3 tháng rồi, nhưng mà nếu mà tính cái tuổi đúng của nó bé chắc cũng chưa được 3 tháng 10 ngày đâu ha. Thì người ta nói là nếu mà đúng ngày thì tầm khoảng 3 tháng 10 ngày là đúng 100 ngày á là sẽ khỏi. Hôm nay thì quan sát là thấy là teo nhiều rồi ha, nó khô rồi ha. Dạ, khô rồi. Có gồng cũng không lên được giống như lúc trước. Gồng nó cũng không có nổi lên nữa ha. Mình sờ vào mình thấy mềm, với lại cái da nó cũng đang teo lại. Da cũng teo lại nhiều ha. Còn bé này sao Nhi? Bé Út cũng giống vậy. Là cũng teo lại luôn rồi. Có bé hai này, tại cái cúng chú bé hai nó bự hơn hai em nên giờ nó chỉ teo nhỏ lại một ít. Bởi giờ là Nhi theo dõi là thấy là ổn định hết rồi đúng không? Khi mà mình đăng tải lên thì cũng có rất là nhiều ý kiến á. Anh chị nói rằng là chữa mẹo dân gian rồi gõ đòn gánh rồi đòn xu này kia đó. Rồi cũng có một số anh chị khác là nói là thường em bé sinh non á, nếu mà khỏe mạnh á thì tầm 3 tháng 10 ngày là sẽ hết. Ở đây á thì các bé này á là gần 4 tháng rồi, nhưng nếu mà mình tính theo cái tuổi đúng thì chắc là mới được 2 tháng ha. Tại vì sinh non tới 2 tháng lận. Nên có thể là theo cái kinh nghiệm của ông bà ta để lại là tầm khoảng 3 tháng 10 ngày là hết. Đây mọi người coi này. Wow. Nó khô lại luôn ha. Nó khô mà nó co lại luôn. Hai bé này bây giờ gồng nó cũng không lên nữa Nhi ha. Dạ. Vậy là mừng quá mọi người. Các bé đã ổn hơn rất là nhiều rồi. Tuy nhiên á, khi mà mình tham khảo cái ý kiến của bác sĩ thì nói rằng là những em bé mà sinh non thì thường là bị có thể là để một thời gian nó sẽ hết, nhưng mà nếu mà biết làm thì có thể là dùng những cái khăn nó quấn vô thì nó sẽ nhanh hết hơn. Và đặc biệt là đối với những em bé mà bị suy dinh dưỡng á, nếu mà nó lồi lên mà nó suy dinh dưỡng thì sẽ rất là nguy hiểm nha, phải đi khám kịp thời. Còn những cái bé mà phát triển bình thường như vậy thì không sao. Nhi con gánh lại cho các con đây, kéo rớt xuống. Bây giờ thì có những cái ghế như vậy thì các bé cũng nằm thoải mái hơn rất là nhiều rồi ha. Thực sự là Nhi rất là giỏi đó mọi người. Từ khi sanh ra là ở nhà là ông bà ngoại là bị bệnh á, mẹ phải về chăm cho ông bà ngoại á, là cái khoảng thời gian đó là Nhi gần như là một mình chăm con. Mà chăm được các bé vậy là chú thấy con rất là giỏi á ha. Bữa giờ nhớ mẹ không? Ráng lên, khi nào con lớn lên rồi mình về thăm mẹ thăm ngoại ha. Cố gắng lên ha. Những ngày qua chắc cũng áp lực dữ lắm phải không?
các con uống nhiều sữa mà mình không có đủ tiền để mà mua đúng không? Có lúc nào mấy đứa nó phải đói chưa? Có một bữa nhưng mà con gái đi muộn. Nói chung là ở đây thì hoàn cảnh hai bên gia đình cũng khó khăn. May mắn là ở đây thì nhà trọ là không phải đóng, bà cố thì cũng lo cái tiền ăn rồi. Nhưng mà có điều là các bé uống nhiều sữa quá, rồi thêm tả nữa nên là chi phí nó cũng lớn. Thành thử nhiều khi Nhi cắn đáng không nổi. Khi nào các bé lớn ha, dẫn về thăm mẹ. Khi nào bà ngoại có dịp bà ngoại lên thăm. Mẹ có hay gọi điện hỏi thăm các cháu không? Có. Thực sự là cái giai đoạn này là gia đình của Nhi cũng đang rất là khó khăn. Tại vì dưới quê là cả ông bà ngoại của Nhi á đều bị bệnh rất là nặng mọi người. Là mẹ của Nhi á cũng phải chạy đi chạy về rất là nhiều lần để mà chăm sóc cho ông bà dưới đó. Thành thử là cũng không có qua để thăm các cháu được nhiều. Nhưng mà khi mà tiếp xúc thì mình rất là đánh giá cao cái tinh thần chăm con cũng như là cái tinh thần lao động của bé Nhi với mọi người. Còn rất là mới sanh ra là chăm sóc con rất là kỹ rồi. Và tới bây giờ là phải đi bán để mà kiếm tiền, trang trải thêm cho các con. Mọi người cũng biết rồi ha, bây giờ các bé mỗi cứ 3 ngày là hết một hộp sữa. Mà sữa bây giờ cũng rất là mắc. Này mới mua gì hả? Còn không? Cái này chắc mới mua được 1-2 ngày. Mới mua hôm qua mà hết nửa hộp rồi mọi người nè. Hồi ráng còn tầm khoảng được khoảng 6 tháng là mình cho ăn bột vô là sẽ đỡ phải uống sữa. Để chú về chú đăng xem ha. Xong rồi nhờ mọi người, ví dụ như ai có sữa thì có thể là tặng thêm cho các bé ha. Tại vì cái giai đoạn này uống nhiều quá. Ủa ai đây? Em con của mẹ chồng. À, đây là bữa trước phải không? Bé bữa trước phải không? À. Rồi bây giờ là mẹ cho uống nha. Nhi hồi xưa là cũng chăm em đúng không? Cũng cỡ tuổi này nên rất là có kinh nghiệm chăm con. Thành thử mọi người thấy không? Chăm sóc cho mấy em bé rất là ok luôn. Uống nút quá chạy nút luôn này. Nay là bà nội này qua thăm các bé mọi người. Nay chị không đi làm hả? À, nhỏ nó bệnh nè. Thôi, dạ. Bà nội nó nghỉ. Lấy cho con nghe. Nay nhìn thấy mấy đứa khác không chị? Ngày càng khác ha, mỗi lần qua là mỗi khác á. Chị ăn cơm chưa? Có cơm chưa? À, đang đi mua đồ ăn hả? Mấy giờ mới ăn? Dạ, lúc 11, 12 giờ mới ăn. Ghê quá. Đi quá. Có chưa? Có mũi con rồi chứ. Nè, nhìn cái bắp chân, bắp tay đã không? Gì để cho mẹ biết nhớ đi. Nghẹt mũi luôn. Bây giờ chị nhìn nó, chị có đoán được đứa nào là thứ 2, thứ 3, thứ 4 không? Biết chứ. Ờ, thì chị thử đoán rồi đúng không nha? Đây, chị 2. Chị 2. Chị 3. Chị 3. À, vậy đó ha. Vậy là đúng luôn rồi. Nhưng mà chị nhìn sao mà phân biệt hay vậy?
Tại nhìn quen rồi. À nhìn quen hả? Từ hồi trong bệnh viện mới đẻ ra là mình nhìn là mình phân biệt được người khác người lạ. Nhưng mà mấy đứa này có lúc nha, có đứa lúc thì bé 2 nhỏ nhất nè, có lúc thì bé Út, có lúc thì bé 3 ha, nó vẫn thay đổi. Rồi cố gắng lên Nhi, hôm nay là các bé cũng đã lớn rồi, sắp tới là cũng sẽ ăn uống được thôi, khỏe rồi. Hôm nay thì có một chị là chú cũng quên mất tên rồi, tại gửi lâu quá rồi, là gửi cái này cho em bé này. Với lại chị ấy có gửi thêm là ba cái hộp vitamin này ha, à, Nhi cầm đi. Thì Nhi lấy ra cho các bé uống nha. Thường là mỗi lần Nhi tắt 1 tới 3 giọt á. Và uống vào buổi sáng á. Đừng có cho uống buổi tối nha. Và đây là thêm ba cái bình sữa cho ba đứa ha. Có gì thay phiên nhau, ví dụ như cái kia nó dơ chưa kịp thì mình dùng cái này ha. Với lại ngày hôm nay thì chú ghé qua chú cũng mua một ít sữa cho em bé. Em bé đang xài Alpha đúng không? Thường thì mình mua cái giống sữa của Nhi luôn mọi người, để em bé uống không có bị đau bụng. Uống hộp sữa này không Nhi? Không, cũng hộp ha. Đây chú mua cho 5 hộp ha. Một hộp được 3 ngày. 5 hộp là cũng được 15 ngày rồi. Là cũng đỡ cực nha. Xong rồi là mình để dành từ từ ha. Giai đoạn này uống dữ lắm á. Uống 3 ngày 1 hộp. Nhưng mà ráng đi, tầm được khoảng 5 tháng là mấy đứa nó ăn. Ăn xong á thì nó sẽ đỡ uống sữa lại, là mày cũng đỡ tốn kém. Tầm khoảng 5 tháng sẽ đi là đỡ tốn nhiều ha. Rồi bây giờ có cái sữa này là mình cũng yên tâm là nửa tháng tới là con không có bị đói rồi. Cứ từ từ bán xong để dành ha. Ừ. Về rồi chú cũng đăng lên hỏi xem có anh chị nào mà có sữa em bé ha, thì người ta gửi qua thì cũng đỡ ha. Cũng hy vọng rằng anh chị nào mà xem được thấy các bé như vậy á, cũng đang cần sữa và uống cái lượng rất là lớn, nếu mà có ủng hộ được cho các bé tầm khoảng người vài hộp là cũng đỡ. Nói chung là cứ đăng lên ha, tùy duyên nha. Có cái vitamin này là các bé cũng đỡ vặn mình nè, đỡ khóc đêm. Chắc đợt này là nghỉ sang luôn á chứ Nhi ha. Ba bé quá đủ rồi, quá vui rồi, nhiều người mơ ước mà sang một lần dạy nuôi cho khỏe. Nhưng mà mọi người biết sao không, giờ ba bé là khủng hoảng kinh tế luôn á. Giờ là uống một lần là bây giờ đang là một ngày á, 3 ngày một hộp sữa. Sắp tới chắc 2 ngày một hộp á, nếu mà uống nhiều nữa 2 ngày một hộp. Mà sữa bây giờ cũng đâu có rẻ đâu. Bây giờ giống lúc nãy mình mua ở đây là tới 240 một hộp. Còn chỗ Nhi mua là 225 ha. Nó chăng nhau, nhưng mà cũng phải là 200 mấy một hộp á. Là cũng rất là mắc. Nếu như vậy là mỗi ngày mà đi bán cái số mà tầm 200 tờ trở lên á thì mới gần được một hộp sữa. Cũng hy vọng là khi mà mình chia sẻ lên á thì nếu mà anh chị nào đồng cảm mà muốn hỗ trợ sữa cho các bé thì có thể là nhắn ông Chín, thì ông Chín sẽ cho cái thông tin của bé Nhi để mà ủng hộ cho bé Nhi ha. Tại bây giờ thì bé cũng mới có 4 tháng thôi, nếu mà đi bán nhiều thì cũng rất là cực. Bán một ít để mà xoay sở thì có thể là ấy được, còn mà để mà bán vài trăm tờ một ngày thì rất là khó mọi người ạ. Hồi giờ là Nhi có đi bán bao giờ chưa? Lúc mà đi bán có bỡ ngỡ không? Cũng quen rồi ha. Mới bán tối hôm qua. À vậy ha. Phải cố để mà đó, bây giờ là nói chuyện nữa phải không? Ngủ rồi nè. Ngủ thấy cưng không? Mặt cũng phải ra hai bên à. Cái này kiểu như anh mà nhún là nó tự nhún theo luôn à. Là mình cũng đỡ phải dỗ. Nó khóc á, cái mình nhắn vậy nè, cái là nó chứ còn mà ẩm hoài là nó sẽ quen hơi ha, sau này đi không được luôn á. Đợi một xíu các bé lớn hơn á, khỏe hơn á, ví dụ như đi bán mấy số mà dẫn theo á là bán dễ hơn, buổi sáng mát trời đó. Còn mà mình người lớn đi bán mà khó lắm. Phải như bà cố thì bà lớn tuổi rồi, đi ra mà người sẽ dễ ủng hộ hơn. Còn mà thanh niên ra ngoài bán cũng khó. Ừ, còn 12 tờ phải không? Là sáng là bán hết được trăm mấy rồi ha. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ? Sáng đi lúc 6 giờ sáng. 6 giờ sáng tới 9 giờ 3 tiếng. Bán vậy là giỏi rồi.
112 tờ là bao nhiêu tiền? 120. Cái này là chú cho Nhi luôn nha. Cái này là Nhi giữ nữa ha. Buổi sáng á, con đi có đi bán á, thì con mua gì con ăn sáng nha. Nếu không có nhịn như hôm nay ha. Rồi về rồi sức khỏe không đảm bảo sao mà lo được cho con, rồi làm sao mà đi bán được nữa đúng không? Đây là này, cái này là chú trả 120, còn lại là dư là để buổi sáng mình ăn uống mì hay ăn gì đó nha. Ăn xong rồi mới đi bán. Mua cái gì đó ăn cho rót dạ cũng được, rồi về ăn cơm cũng được, cứ nhịn đói sao mà được. Mới sinh là ăn. Bây giờ thì các bé cũng đang nằm ngủ rồi mọi người. À, rất là dễ thương đúng không? Ngủ ngon kia không? Còn bé Út thì cũng đang lay hoay. Rồi Nhi cố gắng đấy ha. Về thì chú cũng chia sẻ để coi có anh chị nào mà hỗ trợ thêm được sữa cho bé thì vui mừng ha. Ờ, hy vọng là như vậy. Giữ sức khỏe để mà lo cho các bé nha. Bây giờ thì video này cũng đã dài rồi, mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi chương trình của Chiến nha. Khi nào mà có dịp thì mình sẽ quay lại để mà thăm các bé cũng như là cập nhật cho mọi người biết. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.